Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình ở group nhận 0.02 tấp cần có ghi hiệu là bị kép mũi xịt này các bạn. Thì tổng cung con này có 100 triệu tấp cần, khá là thấp luôn các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mình sẽ làm start chatbot này bạn. Rồi, một tấp cần bị kép mũi xịt khoảng 500 đô. Mình ghét 0.002 là có khoảng 10 đô các bạn. Rồi bấm cho này góp. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho kênh group, kênh trailer này các bạn. Cho kênh group này. Rồi các bạn bắt đắp lên các bạn. Cho tiếp kênh trailer này. Rồi bạn bắt đắp lên này. Tiếp tục follow tờ Twitter và retweet post này. Trên tờ Twitter này bạn theo dõi nè, bạn giá này có 3.000 mấy lượt follow, con like nè. Các bạn trên trang cho tờ tweet tăng dạng người bạn của mình vào nè các bạn. Sau đó thì bạn bắt up lên nè. Follow Instagram. Trên Instagram thì bạn theo dõi nè các bạn. Rồi sau đó bạn bắt up lên nè. Tiếp tục subscribe kênh YouTube. Trên kênh YouTube này các bạn bấm đăng ký nha các bạn. Hiện tại dự án này chưa có cái video nào hết trơn. Rồi bạn bấm vào submit đi tên. Rồi bạn điền là username Telegram bạn đánh xong rồi góp. Cộng anh 5 số 2. Tiếp tục bạn điền là username Twitter bạn đã retweet. Cộng winvnrh9 nữa không. Tiếp tục bạn điền là username Telegram của tất cả bạn thì các bạn nhấp vào Instagram của mình. Trên Instagram thì bạn nhập giải avatar của mình nha các bạn. Rồi bạn copy username mình chỗ này nè. Rồi bạn sao chép đây nè. Rồi bạn gọi là cho bot nè. Bạn thêm icon đầu tiên nha các bạn. Rồi bạn gọi cho bot nè. Submit channel you. Submit you then submit profile link. Thì các bạn submit profile link YouTube thì bạn nhập giải avatar của mình nè bạn. Nhập vào kênh của bạn nè. Các bạn nhấp like anh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết nha các bạn. Rồi các bạn gửi đi support nè. Sau đó các bạn gửi địa chỉ BNB sở Machine Bet 20 trên YouTube Wallet của mình nè. Tôi cần gì mà tổng cung nó có 100.000 tốc cần, khá là khiêm tốn luôn các bạn. Rồi sau đó bạn bấm vào Complex, Multi. Rồi bấm vào sản thiết cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Bạn việc lên ghép mình chia sẻ trong bè và người thân để kiếm tôi cần các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.